Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi đánh 5 năm bên phe Hunter. Cũng mong trận này chơi hay để có thể team bên kia họ thoải mái hơn, họ nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như là mình chỉ cần giết 4 thôi và bên kia họ chỉ cần thoát 1 thì họ cũng thắng rồi. Cho nên là mình cũng mong điều đó xảy ra cực kỳ luôn. Hôm nọ tôi ước skin được cái quả này nè. Trời ơi, hôm nọ mong được ra gì quá trời nhưng mà không ra check. Cứ đinh ninh là nếu mà ra được skin xong là mình sẽ mua cái phụ kiện cho ông Undead luôn. Ai mà ngờ đâu. Ông ấy chưa bất lực là mình, nhưng mà mình đã bất lực trước rồi. Giết thằng này trước đi. Yeah, chạy đi cưng ơi. Đúng rồi. Chạy đi. Hôm nay gặp được một bạn người Nhật với ba bạn kia chắc chơi cùng nhau. Thấy ký tự với tên giống nhau. Ngày trước tôi đã lầm to bởi vì là cứ tưởng skin này nó chỉ thêm độ ngọt. Ai ngờ nó thêm ba cái đầu rắn vô. Rồi chạy đi cưng ơi. Né hay phết nhờ. Bài bản nhờ. Cho nên đấy các bạn thấy không? Đã nói rồi. Nên thịt mấy ả bác sĩ thứ nhất, thứ hai là chủ tế đi. Cái vòng. Trời ơi cứu nhau. Trời ơi. Mà Thunder đi qua vòng không? Ở đây nè. Trời ơi, hên quá. Yellow. Không biết sao chứ Hunter mình thích mang cái nhánh đập ván lắm. Không có cái nhánh nó đập ván nó lâu cực kỳ luôn. Thấy nó cũng chả ảnh hưởng gì, nhưng mà theo kiểu nếu không bị hành thì cảm giác nó còn bình thường nha. Bị hành cái là ối rồi ôi luôn. Đập cái ván nhìn nó mệt mỏi. Kiểu giống như là cái tựa game này nó chơi theo cảm xúc ấy. Vui thì cũng xa, buồn như là đủ thứ chuyện trên đời luôn. Không biết ai ra đây nhỉ? À, chị mắm chua. Qua đây chị. Chạy đi. Su rồi. Chủ tế bị lag à? Đi giật á. Rồi thôi xong. Thời tới. Skin này hồ điệp lồng son. Đẹp. Tù nhân đang sửa máy rửa map chắc luôn. Ô kìa, chủ tế. Ô. Bị sao gì quý vị? Vứt ra đây. Có dùng vòng thì cũng khó thoát được. Đó, tù nhân đó. Bắt đầu này. Gì đây? Kiếm chuyện vậy? Anh kia sao giết được có một người á? Vậy là thoát ba hết hả? À không, hình như là mới bắt được một người. Ơi vậy. Nhắm chạy lại không trời. Nhảy đi. Tối nay không giờ mình không được ngủ, không được chơi, không được làm gì hết. Phải ngồi canh, đăng ký tiếng Trung. Đây là một cái môn mà mình kiểu lúc đầu mới vô học cảm giác hào hứng lắm. Giống như kiểu như là mình được trải nghiệm cái mới ấy. Nó cũng hay, nó càng ngày học lên càng cao. Cái cuốn sách của mình nó càng dày. Xong rồi nó có nhiều cái chữ mong mong không hiểu gì luôn.
Nhưng mà nếu như mà mình nửa máu mà gan như gì, lâu lâu nhìn nghe vài chữ ở trên phim cổ trang thì cũng hiểu, ví dụ như nhắn nè, là nương nương nè, hoàng sa, hoàng thượng thì trời ghê mọi người. Ôi, tôi thấy tôi quá vip đà. Trời ơi, nửa máu ra cứu. Trời ơi, thời tới. Mỗi đứa nửa máu ra cứu ghế, đúng thời tới luôn. Ok, và mình sẽ sang bên team đồng đội của mình xem là họ chơi sao rồi. Và xem đồng đội hóng hớt Ramu mọi người ạ. Hoàng sa hứa trà, hoàng thượng uống trà. Trời ơi ghê không, trời ơi vip đà kinh khủng luôn. Wow, luật sư nhảy cửa sổ đi giận. Đâu, ủa nhảy được mà sao ông vẫn sợ không chịu nhảy. Có một máy cuối à, một người thoát là được rồi, tại mình giết 4. Sáu cấp độ mà bây giờ mình mới học được có 3. Ôi. Rồi sao ông thanh niên kia ở đâu chui ra vậy không biết. Ui, hay. Bà này đi chỉ cần nép nép một cái địa hình thôi là gây xa khó đát lắm. Úi dồi. Khó nhờ. Bởi vì không dám cầm gây xa vô ranh luôn á. Thấy nhiều người chơi ném quả bướm nào hay quả bướm đấy, còn mình ném xong cứ như là hạt chứ. Rồi xong, cam máy. Luật sư ra đi nè. Ô, khéo xe tông kìa. Xe tông. Ôi. Ôi trời ơi. Cay chết mất. Bạn này không biết là bạn tâm lý bạn luật sư là người nước nào. Trời ơi, vô mà gặp mấy anh Nhật, mấy anh Trung Quốc bye bye. Hỏi nói không hiểu gì hết trơn. Nhưng may nó cũng có cái tự động dịch. Nhưng mà cuối cùng mình cũng chả có biết là mình phải dịch như thế nào. Nó chỉ dịch nghĩa thôi chứ mình muốn trả lời mình cũng chả dịch được. Ghê nhở, ông này cũng có găng tay, ông đát công nhận sướng thật đấy. Lên luôn, lên trên lầu luôn. Ừ. Ô, nổ máy luôn rồi à. Trời ơi. Gắng lên bạn ơi, nói chung là một người thoát là cũng được rồi. Mà ở xe tông không? Tông. Các cụ gánh, à gây xa này còng lưng. Ui, chết rồi. Chào ơi. Mà tính ra với bạn này chơi cũng hay. Mình thấy lúc mà mình mới vào là mình thấy chưa có ai. Ba bạn này chưa ai lên ghế luôn. Có cứu không? Luật sư thoát rồi cái cổng đó mà không chịu ra luôn. Không cứu luôn hả? Wow. Vậy là bạn này chắc là nhảy hầm. Cái hầm ngay giữa map. Nãy thấy lẩn vẩn đây sao? Ờ đúng luôn. Yeah. Thấy Hunter mà thắng trước cảm giác nó cũng rất là nhẹ nhàng đúng không? Và ok, có lẽ là mình kết thúc video clip đây nha. Bye bye mọi người. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ nhé. Một ngày mà chúc 3 lời chúc luôn, quá đã luôn mọi người.